Hiện giờ thì Duy đang ở chợ chợ trời ở bên Lakeland. Đa số là người Mỹ thôi. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Rất là đông nha. Đây là cái sạp bán nước trái cây. Thứ rất là trái cây nha. Đây là những món giải khát của người Mỹ. Bán quần áo, giày dép. Bán những cây trồng, ớt, bông hoa. Rồi hoa hồng đẹp quá. Chỉ cho các bạn xem là cái loại bông là bông lòng đèn mà. Rất là đẹp ha. Có bán cả trái cái cây Việt Nam là cây nhào đó. Các bạn có nhớ không ha? Đây. Đây trái nhào nè. Cây nhãn, ổi và cây bơ, đủ loại cây ăn trái luôn. Đây là cái sạp rau củ quả ha. Nước trái cây của người Mỹ đây. Buổi sáng Chủ nhật ở đây rất là nhộn nhịp. Wow, cái sạp trái cây này đi ngang thấy ngon quá. Xin quay cho các bạn xem. Bán saboche nè, bán cầu sim Việt Nam mình. Bơ, thanh long, kim chôm, ổi, khế, mía. Ngang cái tiệm nhà hàng này bán thịt nướng là thơm phức luôn. Là mình đói bụng là mà nãy mới ăn sáng rồi. Ở đây có bán quýt nè. How much for a bucket, man? $5. $5. Một. Gian hàng rau củ quả.